Anh Pat ạ, anh có thấy dạo này kiểu các hãng thi nhau làm chip AI không? Hết Qualcomm này, xong rồi AMD cũng mới ra chip Ryzen AI này, xong rồi mới sáng nay Intel cũng công bố chip Lunar Lake nữa. Đấy. Nói chung là bây giờ nhá, anh em mà thích hiệu năng AI xử lý các thứ ngon ấy thì đơn giản lắm, anh em chỉ cần quất một cái con như ở trên bảng của chúng mình thôi. Đấy, nó có gì đâu, nó có xương xương một con i9-14900HX với RTX 4090 thôi. Đấy, chỉ cần như thế là hiệu năng AI đá hết mấy cái con AMD, rồi thì Qualcomm, rồi thì Intel mới ra chỗ gà hết luôn. Đấy. Và giá chỉ hơn 100 triệu thôi mà. Ừ, giá xương xương hơn 100 triệu thôi. Đấy, ngoài ra anh em còn có rất là nhiều những option khác như kiểu đây, anh em thấy không? LED RGB các thứ khá là đẹp đúng không nào? Đấy, xong rồi lại còn màn hình mini LED 250Hz. Đấy, tần số quét rất là cao. i9-14900HX, RTX 4090. Vừa xử lý AI ngon này, vừa chơi game cũng rất là ngon nữa chứ. Đấy, đỡ cần phải suy nghĩ nhiều xem là AI hay không. Đấy, con này chơi hẳn ở i9-14900HX là không có nhân CPU luôn nhé. Đấy, lấy luôn RTX ra để xử lý AI cho nó khỏe. Rồi, ok, chúng ta quay trở lại với chủ đề chính đi. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với số hỏi đáp. Số thứ bao nhiêu đấy mình không nhớ lắm của Laptop World. Tuy nhiên thì cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng bàn sẽ là tư vấn về chọn mua laptop cho anh em ở trên kênh của chúng mình. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên luôn đi nhỉ. Thanh Thủy có thể đọc giúp anh câu đầu tiên được không? Câu hỏi đầu tiên thì của bạn Boys Golden. AD cho em hỏi, vừa làm việc vừa chơi game, chủ yếu là hai con game Liên Minh Huyền Thoại và Evo 4, thì nên xài Asus TUF hay là Acer Nitro 5 ạ? Đau đầu nhá. Nói chung là lần sau nhá, mình xin anh em đó chưa, hãy nói cụ thể ra xem là anh em đang phân vân cái mã nào, Acer TUF nào, Acer Nitro nào. Nên, thì khi đấy là mình sẽ có thể tư vấn một cách là nó chuẩn xác hơn, được chưa? Đấy, tuy nhiên nhá, với cái tác vụ như thế này, vừa làm việc vừa chơi game đúng không ạ? Thì mình cứ coi như là mình xét ở trong cùng một cái phân khúc giá nhá, thì thông thường là ở trong một cái phân khúc giá ngang với nhau. Thì nếu như mà các bạn muốn có được một cái gọi là một cái hiệu năng nó mạnh hơn thì thông thường là Acer Nitro nó sẽ mạnh hơn một tí. Đấy, thì bạn có thể là chơi game LOL, chơi FO4, mặc dù đây đều là những con game mà nó không yêu cầu quá là nhiều về phần cứng đâu. Tuy nhiên thì một chiếc laptop có hiệu năng cao hơn thì chơi nó vẫn sẽ mượt hơn đúng không nào? Còn đối với cả cái nhu cầu liên quan đến làm việc thì đây cũng lại là một cái nó rất là đau đầu nữa, bởi vì là làm việc thì chúng ta cũng sẽ có được một số những cái chiếc Acer TUF Gaming ở trong cái phân khúc giá nó rất là dễ tiếp cận. Mình lấy ví dụ như là tại Laptop của chúng mình thì chúng mình có cái chiếc TUF Gaming A15 trong cái phân khúc giá khoảng tầm là 22 23 triệu đồng gì đấy chẳng hạn, rất là hot trong thời gian gần đây. Nó được trang bị con chip là AMD Ryzen 5 7535S đi kèm với RTX 4050. Nó có màn hình độ bao phủ màu cam. Nó khá là gọn nhẹ, chỉ khoảng tầm là 2,1 kg mà thôi. Và chúng ta cũng sẽ có được là một cái viên pin dung lượng lớn, thời lượng pin nó cũng sẽ tốt hơn để có thể làm việc về lâu về dài thì mang đi lại chúng ta sẽ có được một cái thời lượng pin là nó tốt hơn. Đấy. Tuy nhiên thì những cái sự so sánh thì mình biết mà, anh em xem anh em nghe mình nói từ nãy giờ thấy nó cũng khá là mơ hồ đúng không nào? Bởi vì chúng ta chưa biết được là bạn đang có cái phân khúc giá là bao nhiêu tiền, hay cụ thể là bạn đang phân vân giữa cái chiếc TUF Gaming hay là cái chiếc Acer Nitro nào. Đấy thì bạn có thể làm ơn đó chính là comment rõ cái nhu cầu của mình ra hơn nữa nhá, thì chúng mình sẽ có thể tư vấn một cách chuẩn xác hơn. Ok, đến với câu hỏi thứ hai của bạn Phạm Nhật Bảo. Mong AD review con Acer Swift Go 16 bản Ultra 9. Thấy trên web của Acer con này chỉ tầm khoảng 1.000 đô. Với cả em chưa thấy ai ở Việt Nam review con này cả. Rồi, ok. Con này theo như bạn xem trên web của Acer là khoảng 1.000 đô đúng không? Thì tức là con này nó đang là phân phối ở thị trường nước ngoài. Đấy, còn hiện tại thì ở thị trường Việt Nam thì theo như hiện tại là chúng mình update nhá, là chúng mình chưa có thông tin gì về cái chiếc Acer Swift Go 16 này. Đấy thì bạn có thể là follow kênh của chúng mình, và nếu như mà sắp tới hãng có đưa con này về Việt Nam thì khả năng rất cao nhá, là chúng mình cứ nói là khả năng rất cao đi. Là chúng mình cũng sẽ có con đấy gọi là thuộc hàng sớm top ở thị trường Việt Nam luôn, và chúng mình sẽ gửi tới các bạn những cái video review nhá. Thế đấy, nên còn là ngoài ra thì nếu như mà đã đăng ký kênh chưa, hãy đăng ký kênh nhá. Rồi. Ngoài ra thì nếu như bạn quan tâm đến một cái phiên bản với kích thước màn hình nhỏ hơn thì chúng mình cũng đã có những cái video review về Acer Swift Go phiên bản kích thước 14,5 inch, 14 inch hay 14,5 inch gì đấy, mình không nhớ lắm. Đấy, tuy nhiên thì chúng mình có video review rồi. Cụ thể hơn là chính Thanh Thủy đây, ngồi cạnh mình đã review về con máy đấy. Không, thì, nhưng mà em không hiểu sao hiểu ở cái video đấy một loạt comment hỏi có bản 16 inch không? Kiểu anh em trộm 16 inch hay sao ấy? Rồi ok, thôi nói chung là có thể là bạn nếu như là bạn thích cái phiên bản kích thước 16 inch thì có thể chờ. Còn nếu mà bạn thích một cái chiếc laptop nó gọn nhẹ hơn thì cái chiếc Acer Swift Go 14 đấy mình thấy là nó cũng khá là ok. Thì bạn có thể rất là hợp lý luôn. Bạn có thể xem qua review để có thể là mường tượng qua được trước xem là cái dòng sản phẩm đấy nó sẽ như nào nhá. Rồi, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Mỹ Uyên à. Cho mình hỏi giữa ThinkBook 14G6+ bản AMD với Slim 7 Pro X thì con nào ngon hơn vậy? So sánh không kiện hết.
Ờ, nói chung là giữa hai cái dòng sản phẩm này thì thật ra là nếu như mà xét về cái định vị về phân khúc nhá, thì Slim 7 Pro X thật ra là nó vẫn ở một cái phân khúc định vị nó cao hơn một chút. Đấy. Mình nghĩ là cái chiếc Yoga Slim 7 Pro X này sẽ cho bạn được về cái gọi là cái build quality này, về cái gọi là công thái học được chưa? Bởi vì cái phần khung bàn phím thì nó sẽ bo cong rất là nhiều, thì bạn có thể là mang đi kiểu lại cầm, di động. Cầm nó thích hơn rất là cầm nhiều. Cầm nó thích hơn rất là nhiều. Và ngoài ra nữa thì cái phiên bản Yoga Slim 7 Pro X này thì nó sẽ có phiên bản được trang bị cả đồ họa sơn. Đấy, con ThinkBook 14G6 cộng bản AMD kia thì mình không biết là bạn đang phân vân cái phiên bản nào có cả đồ họa sơn hay không. Đấy thì nói chung là so sánh giữa hai con này thì nó hơi bị khập khiễng quá. Đấy, nếu như là bạn comment rõ hơn xem là nhu cầu như thế nào và option cấu hình nó như thế nào thì nó sẽ ok hơn. Đấy, còn thôi thì cứ tư vấn qua một chút nhá. Đó chính là giữa hai kèo này thì thật ra là cá nhân mình vẫn hơi thiên hơn một chút về Yoga Slim 7 Pro X. Bởi vì đơn giản là cái định vị phân khúc sản phẩm thì nó vẫn sẽ hơi cao hơn một chút. Nhìn nó rất cao cấp hơn hẳn so với con ThinkBook kia. Và anh em nhớ lưu ý nhá, nếu mà hỏi tư vấn máy thì làm theo câu tần chú này. Đầu tiên, tài chính. Thứ hai, nhu cầu. Và nếu mà có hỏi về hai con máy nào đấy thì nhớ ghi rõ mã hoặc là về cấu hình ra nhá. Đấy. Thì chứ chúng không tư vấn nó sẽ dễ khó hơn. Khó lắm. Rồi, ok. Để với cả câu hỏi tiếp theo đi. Câu hỏi của bạn Minh Lê Hải Minh được. Cho em hỏi giữa con Acer Gaming Nitro 5 Tiger i7 12700H 8GB RTX 3050 4GB với Acer Tuf A15 Ryzen 5 7535HS có 16GB và RTX 4050 6GB. Em nên chọn con nào? Em thấy bảo Tuf nóng nên phân vân quá, em chỉ chơi game. Ok, cái con Tuf Gaming A15 phiên bản cấu hình này vừa mới đề cập vừa nãy đúng không? Thì con này là mình đã có một cái video review và test game độc lập ở trên kênh rồi thì các bạn có thể xem nhé. Nói chung là để có thể là tổng kết nhanh thì cái phiên bản Tuf Gaming A15 này nhá, thì theo mình nhá, nó là một cái phiên bản combo cấu hình nó rất là vừa đẹp cho cái hệ thống tản nhiệt của cái chiếc Tuf Gaming A15 này. Đấy, trước đây là mình có video review test game rồi thì kể cả là trong cái điều kiện bình thường nhá, khi mà các bạn chơi game ấy thì nó cũng sẽ khó có thể là chạm được cái ngưỡng nhiệt độ là khoảng tầm 80 độ C. Đấy, còn nếu như mà bạn muốn nó mát hơn một tí thì bạn kiểu như đẩy quạt lên một chút, kê thêm cho nó một cái kickstand chẳng hạn, thì nhiệt độ của nó sẽ hạ xuống chỉ dao động trong khoảng tầm là 7x độ mà thôi. Đấy, thì nói chung là cái combo cấu hình này thì với cái con Ryzen 5 7535HS và RTX 4050 thì nó rất là kiểu nhẹ nhàng ấy, và nó rất là vừa cho cái hệ thống tản nhiệt của chiếc máy này. Bởi vì dù sao thì cái chiếc Tuf Gaming A15 này thì cũng có thể coi là một cái chiếc laptop gaming gọn nhẹ, bởi vì trọng lượng của nó chỉ khoảng tầm là hơn 2.4kg mà thôi. Với lại xét về cấu hình giữa hai con này thì chắc chắn rồi, con Tuf kia nó hơn hẳn. Nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc bạn là chơi game, bởi vì là con Nitro 5 Tiger kia RTX 3050 chỉ có 4GB RAM thôi. Cái con con Acer Gaming Nitro 5 Tiger kia nhá thì nó sẽ hơn về CPU được chưa? Con i7 12700H thì sẽ vẫn có thể cho bạn được cái hiệu năng về nhân CPU là tốt hơn một chút so với cả Ryzen 5 7535HS. Đấy, tuy nhiên thì nếu như mà chỉ xét về chơi game ấy, và đặc biệt là những cái tựa game mà triple A, những cái tựa game mà nó ăn nhiều về cả đồ họa giờ nhá, thì RTX 4050 6GB nó gọi con 3050 kia là DRR luôn. Đấy, nói đơn giản là như thế. Đấy thì nói chung là giữa hai kèo này thì mình sẽ thiên về cả chiếc Acer Tuf Gaming luôn. Nóng thì bạn không cần phải lo đâu, bởi vì cấu hình này nó rất là vừa miếng với hệ thống tản nhiệt của máy. Với lại bạn sợ nóng thì giờ Tuf có cái chỗ phần chỉnh về điện năng các thứ ở trong Armoury Crate rồi mà. Lo đấy. Gì? Nếu mà bạn không biết cách chỉnh thì xem lại video review là được nhá. Chúng mình có video hướng dẫn chỉnh rồi đấy. Rồi, sang với cả câu hỏi tiếp theo đi. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn user gì đấy. Bạn này sẽ hơi flex nhẹ nhàng một tí. AD cho em hỏi con nào 20 triệu để cài Adobe Photoshop với Premiere Pro 6 tiếng một ngày. Tiêu chí màn đẹp, CPU càng mạnh càng tốt. iGPU đủ để xuất video Full HD dưới 10 phút. Có card giờ thì lại càng tốt. Bạn là học sinh lớp 11 và làm edit video cho các câu lạc bộ ở trường FPT. Học sinh lớp 11 mà cày bộ công cụ Adobe 6 tiếng một ngày thì không biết là thời gian đi học mạng có đủ không nhỉ? Đấy, mình có một thắc mắc nhỏ như thế thôi. Đấy, còn với cái nhu cầu của bạn nhé, là tiêu chí dưới 20 củ này, màn đẹp, CPU càng mạnh càng tốt, iGPU đủ để xuất video Full HD dưới 10 phút, có card giờ thì càng tốt. Thì mình sẽ có một con mà nó hơi lệch một chút so với cả cái nhu cầu của bạn. Tuy nhiên thì nó sẽ đáp ứng tốt nhất cho tổng thể cái nhu cầu này, đó chính là Lenovo Log 2024. Đấy, con đấy thì thật ra là hiệu năng của nhân CPU thì nó không phải là quá mạnh, nó hơi thiên nhiều về cả đồ họa giấy hơn. Đấy, tuy nhiên thì để có thể đáp ứng cho những cái nhu cầu này của bạn thì theo mình là nó vẫn sẽ có thể đáp ứng được hoàn toàn là đầy đủ. Đấy, còn để có con nào mà thiên nhiều về CPU hơn thì mình nghĩ là đánh đổi con VGA rời thì nó sẽ hơi quá.
Đấy, trong cái tầm giá này bạn kiếm được cái chiếc Loi 024 phiên bản cấu hình là i5-12450HX đi kèm với RTX 30506GB. Thì nó là một combo cấu hình khá là vừa đẹp để có thể là làm những cái nhu cầu edit này rồi. Màn hình thì có độ bao phủ màu cao luôn. Bạn có thể là kiểu như là mang đi cân lại một chút chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có được cái độ chính xác màu là chuẩn nhất để có thể là làm với những cái tác vụ như thế này. Đấy, còn nếu như mà bạn muốn có được một cái hiệu năng CPU nó mạnh hơn trong cái tầm giá này thì mình nghĩ là bạn sẽ phải đánh đổi hầu như là đa phần những cái yếu tố khác. Đấy, ngoài ra trong cái tầm giá này bạn muốn có hiệu năng CPU mạnh hơn thì chúng mình có hai option, đó chính là Acer Gaming Aspire 5 hoặc là Acer Gaming Aspire 7. Đấy, thì bạn có thể cân nhắc một trong hai con đấy nhá. Tuy nhiên thì cả hai con đấy thì đều không có màn đẹp và cả đồ họa rời thì hình như có con không đúng không nhỉ? Đấy. Và kể cả là có nhá thì cái hiệu năng cả đồ họa rời nó cũng không thể nào tốt bằng được so với cả cái chiếc Lenovo Log 2024, thì nói chung là nó sẽ bị đánh đổi hơi nhiều quá. Đấy, thì hai cái option như vậy bạn có thể cân nhắc nhá. Rồi, câu hỏi tiếp theo của một bạn có cái avatar trông rất là vui bu. AD cho em hỏi 25 triệu trở xuống học công nghệ thông tin với chơi game khá nặng thì mẫu máy nào dùng bền bỉ 5 đến 6 năm? Rồi, ok. Game khá nặng ở đây thì mình cứ cho là bạn chơi những con game AAA và thiên nhiều về hiệu năng xử lý đồ họa rời nhá. Các đồ họa rời. Rồi, thì chúng ta sẽ có trong tầm giá này chắc chắn thôi, có một cái option rất là ngon, đó chính là Tough Gaming A15. Đấy. Với cấu hình là Ryzen 7735HS và RTX 4060. Đấy, thì đây là một con laptop gaming, có một trong những con laptop gaming có RTX 4060 hàng chính hãng rẻ nhất mà bạn có thể kiếm được bây giờ. Đấy, thì nó sẽ là một cái chiếc máy rất là phù hợp. Nó chỉ có một cái điểm hạn chế thôi, đó chính là con này thì nó sẽ là một chiếc laptop mà kiểu như là nó hơi gọn nhẹ, được chưa ạ? Nó chỉ khoảng tầm là hơn 2,1 kg. Và nói chung là với cái sự gọn nhẹ như vậy thì bạn có thể là mang đi lại này, học công nghệ thông tin nó sẽ rất là tốt. Bởi vì chúng ta sẽ có được cái tính di động cao, đi kèm với đó là viên pin 90Wh và con chip AMD Ryzen 7735HS khá là tiết kiệm pin. Đấy, thì bạn có thể là học công nghệ thông tin khá là ok. Chơi game thì nó sẽ hơi hạn chế một chút về cái khả năng tản nhiệt. Đấy, hơi hạn chế một chút thôi nhá. Cái đấy là mình nhấn mạnh. Bạn muốn có được cái khả năng tản nhiệt tốt nhất thì bạn có thể là vào trong Armory Crate để mắc quạt lên, cũng như là kê thêm cho nó một cái kickstand thì nhiệt độ của nó sẽ là tối ưu nhất. Rồi, đến với cả câu hỏi tiếp theo luôn. Cũng là một bạn user. Bạn định hướng học ngành kỹ thuật ô tô, tài chính tầm 30 triệu đổ lại, cần laptop có màn to, pin ổn, CPU mới nhất, RAM DDR5, nhấn mạnh là có thể nâng cấp, có card rời, cân nặng dưới 2 kg, mong hai anh chị rep ạ. Quả nhu cầu này mình phải nói thật với bạn nhá, với cái nhu cầu này bạn x2 cái budget lên thì có. Xong rồi là bạn chuyển sang mua những con laptop hàng sách tay, thậm chí là hàng sách tay hàng cũ thì may ra là có. Đấy, chứ còn đúng không? chứ còn 30 triệu mà đi mua một con mà phải nói là nó nói chung là gần như là cái gì bạn cũng cần phải có. Đấy, màn to, pin ổn, CPU mới nhất, RAM DDR5 có thể nâng cấp, có card rời, cân nặng lại dưới 2 kg, tức là kiểu gọi là đòi hỏi một cái chiếc laptop phải gọi là hoàn hảo luôn đấy. Thì tầm giá này nói thẳng là không thể nào mà kiếm được. Đấy, còn nếu như mà bạn bỏ đi một số những cái yếu tố được chưa? Thì mới có. Với cái học gọi là ngành kỹ thuật ô tô, budget 30 triệu đổ lại, bạn cần một chiếc laptop chỉ cần mình cứ cho nhặt ra một số những cái yếu tố ở đây, bao gồm đó chính là về cái việc là màn to đi. Màn to này, CPU có khả năng mới đi, có khả năng nâng cấp CPU mới nhưng mà không phải là mới nhất nhá. Được chưa? Có khả năng nâng cấp RAM này. Và có cân nặng. Rồi. Cân nặng gọn gàng dưới 2 kg thì theo mình là khá là khó đấy. Đấy, thì bạn có thể với những cái nhu cầu như này, bạn có thể tham khảo cái dòng sản phẩm hàng sách tay nhá, đó chính là Dell Precision 5000 series. Đấy, xem cái mẫu nào mà nó vừa ở trong cái phân khúc giá này bạn có thể kiếm được. Hàng mới, hàng cũ có cái gì tìm hết đi. Đấy, thì may ra là nó sẽ đáp ứng được một số những cái yếu tố trong cái danh mục này. Còn để có thể đáp ứng được hết nhá thì bây giờ X2 tầm giá lên là có khi là mình cũng phải đi tìm kiếm một chút đấy, chứ mình cũng chưa có ngay được một cái option nào trong đầu để có thể tư vấn nghe các bạn đâu. Rồi, ok, đến với câu hỏi tiếp theo luôn nhá. Câu hỏi tiếp theo của bạn Michael Duy. Chào 2D, mình đang định mua IdeaPad 5 Pro 14 2024 bản chip AMD 16GB 1TB SSD màn 2.8K OLED 120Hz giá 19 triệu để học mảng dữ liệu và AI. 2D có thể recommend giúp mình con laptop nào khác trong tầm giá mà ngon hơn con này được không? Cảm ơn 2AD nhiều. Rồi, ok. Với cái nhu cầu là học mảng dữ liệu và AI. Dạ, nhiều bạn hỏi về kiểu học về AI thế nhỉ? Thật ra là học về AI thì mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ cần một cái chiếc laptop mà có cái card đồ họa rời, lại hiệu năng nó ok một tí đấy, để có thể là đáp ứng được cho bạn một cái hiệu năng xử lý tốt hơn.
Đấy, thật chắc ra chắn thì, là không có. Thật ra là train AI ấy, thì tốt nhất nhá là vẫn là nên train ở trên server. Đấy, bởi vì là laptop thì hầu như bây giờ chả có con laptop nào mà gọi là có thể cân được full cái mảng train AI đâu. Thế cho nên là mình nghĩ là bạn nên train ở trên server. Còn nếu như là bạn chỉ cần một con AI để kiểu thi thoảng cầm một con cản họa rời để thi thoảng xử lý AI thôi thì nó sẽ ok. Còn với những cái chiếc laptop mà có CPU gọi là những cái chiếc laptop AI PC mà được trang bị Ryzen 8000 series hay là Intel Core Ultra bây giờ thì cái con NPU của nó nhá, hiện tại nó đang tương đối là vô dụng, được chưa? Mình phải nói thẳng ra như thế. Nó không có cái tính ứng dụng quá là nhiều vào những cái bộ công cụ thực tế và ngoài ra nữa thì cái hiệu năng xử lý AI của nó cũng không mạnh. Nó thiên về cái việc là xử lý những cái tác vụ AI nền trong hệ thống của Windows để có thể là mang lại được cho bạn cái tối ưu về thời lượng pin, kiểu về nó cái rất năng nhẹ tiêu thụ nhàng, nó tốt ấy. Nhất. Đấy. Thì đấy mới là cái tính năng chính của cái công dụng chính của những con NPU trên những cái dòng CPU mới bây giờ. Đấy, còn để gọi là có được một cái hiệu năng xử lý AI tốt nhất thì cái dòng chip này nó không phải là cái lựa chọn. Tốt nhất là bạn vẫn nên lựa chọn những cái chiếc laptop có card họa RTX series đổi lên. Thì nó sẽ cho bạn được cái khả năng xử lý tốt nhất. Thì cái tầm giá 19 triệu này nếu như là bạn cố thêm một chút xíu nữa thì tại Laptop của chúng mình đã có IdeaPad 5 Pro nhưng mà phiên bản kích thước 16 inch của 2023. Chúng ta có cái phiên bản thấp nhất là i5-13500H đi kèm với card họa là RTX 30506i thì nó sẽ ok hơn một chút. Đấy. Còn nếu như là bạn xác định là bạn chỉ học mảng dữ liệu AI nhưng mà bạn sẽ không train ở trên laptop, bạn chỉ hầu coi như là đẩy hết toàn bộ cái quá trình train AI lên trên server đi thì bạn có thể lựa chọn cái chiếc laptop này cũng được. Có thể nói là một trong những cái option ngon nhất trong tầm giá mà bạn có thể kiếm được rồi. Và tất nhiên thì con đấy nó hàng xách tay nhá. Đấy, lưu ý một cái là như thế. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi của bạn gì đây? Nguyễn Khoa, Chris 4142 lần đầu hỏi các AD thì em chỉ đang thắc mắc giữa hai con Legion Pro 5 2024 và Helios Neo 16 cùng cấu hình thì tổng quan về build này, hiệu năng và tản nhiệt thì con nào sẽ đưa ra được kết quả tốt hơn? Rồi, ok. Mình thấy là cũng nhiều anh em thắc mắc về hai con này. Đầu tiên nhá, về build thì Legion 5 Pro, Legion Pro 5 ngon hơn, được chưa? Còn Legion Pro 5 thì build nó là full kim loại luôn, còn con Helios Neo kia hình như nó chính là con Nitro 16 Phoenix mà thay vỏ một tí thôi. Đấy, nói chung là build quality của nó thì đa phần nó vẫn là nhựa. Đấy, thế cho nên là nó tốt nhá, nó tốt nhưng mà để nói là tốt bằng so với cả Legion Pro 5 thì nó chưa bằng được. Nó sẽ không được cao cấp bằng Legion Pro 5. Về hiệu năng thì nếu như mà xét trong cùng tầm giá nhá thì khả năng cao là chúng ta sẽ có được cái chiếc Helios Neo với phiên bản cấu hình cao hơn. Thế cho nên là mình nghĩ là xét về hiệu năng mà nếu như là xét cùng một cái tầm giá thì mình sẽ thiên về Predator Helios Neo hơn. Đấy, về khả năng tản nhiệt thì xét về hệ thống tản nhiệt thì cả hai con này nó đều có những cái ưu và nhược điểm riêng. Đấy. Nhưng mà em thấy ví dụ như kiểu hai con này có những cái phiên bản mắc như là i9 và bù 060 nhá. Nó đều như nhau hết. Nó như nhau ấy. Nói chung là về khác gì đâu. Về cái kiểu như là nếu như là bạn chỉ quan tâm về nhiệt độ cũng như là điện năng tiêu thụ thì có thể nói là hai con này nó ngang nhau. Đấy, tuy nhiên thì nó sẽ có hai cái trường phái tản nhiệt như thế này. Cái con Legion Pro 5 thì cái trường phái tản nhiệt của nó sẽ gọi là một cái hệ thống tản nhiệt vapor chamber của nó sẽ rất là to, nó sẽ rất là kiểu như là có một cái gì đấy nó hiện đại hơn các thứ. Đấy, còn con Predator Helios Neo 16 kia thì nó vẫn dựa nhiều vào airflow hơn. Đấy, tức là nó sẽ thiên hướng là trang bị trong ta hai quạt kích thước rất là to, quạt đấy, là quạt lại còn là bằng kim loại nữa. Nó kiểu nó đấy, sẽ khả năng hút gió các thứ rất là tốt. Các thứ. Tức là nó sẽ sử dụng airflow để bù đắp cho những cái yếu tố khác. Đấy, còn con Legion Pro 5 thì cái hệ thống tản nhiệt của nó sẽ cao cấp hơn. Còn xét về hiệu quả tản nhiệt thực tế thì nói chung là cả hai con này nó khá là tương đồng nhau, không có cái gì mà cần phải lăn tăn cả. Đấy thì nói chung là trong cùng một cái tầm giá nhá, bạn quan tâm về hiệu năng thì khả năng cao là Predator Helios Neo sẽ cho bạn được cái phiên bản cấu hình cao hơn. Còn nếu như bạn quan tâm là một cái chiếc laptop mà nó toàn diện hơn, đấy, nó phải build quality, nó đẹp thì nó sang chảnh các thứ, cứng cáp, full kim loại. Đấy, thì bạn có thể lựa chọn cái chiếc Legion Pro 5 2024 nhá. Rồi, sang đến với cả câu hỏi tiếp theo của bạn Ari Vũ gì đó. Sau đó em đang cần laptop để học edit Photoshop nhẹ với chơi Liên Minh thì nên chọn Yoga Slim 6 14 IAP8. À, con này là con phiên bản i7-13700H Carbon nhà mình đấy. Rồi. Hay là IdeaPad 5 Pro 14 IAP7 thì con này sẽ có cấu hình là i5-1240P và Carbon. So sánh như này thì mình thấy rõ ngay rồi, bạn nên chọn con Yoga Slim 6 hơn. Đầu tiên là về cái phân khúc thì chắc chắn là Yoga Slim 6 nó sẽ hơn một chút so với IdeaPad 5 Pro. Chưa kể nhá, cấu hình của con Slim 6 này nó là i7-13700H.
có nghĩa là Intel Zen 13. Còn với IdeaPad 5 Pro kia là Intel Zen 12 mà nó chỉ được chip P thôi. Mà cả hai con đều là Qualcomm thì dĩ nhiên rồi, chúng ta lấy con nào CPU mạnh hơn thì chúng ta quất. Mà nói chung là trong tầm giá này bạn đi phân vân mấy con IdeaPad 5 Pro kia thì mình cũng không biết là bạn đào được ra con kia, nhưng mà con kia thì nó cũng gọi là có tuổi rồi đấy. Kiểu lâu phết rồi ấy. Thì được 2 năm tuổi rồi mà. Đấy, Intel Zen 12 là 2 năm tuổi rồi. Thì trong cùng tầm giá này tại Laptop của chúng mình nhá, chúng mình có được những cái chiếc IdeaPad 5 Pro phiên bản kích thước 16 inch với cấu hình là i5-13500H và RTX 3050 6i. Con đấy sẽ khoảng tầm 22. Khoảng đấy, tức là nó cũng tầm xấp xỉ phân khúc giá với con Yoga Slim 6 kia. Giá tầm nhau luôn. Thì nó sẽ cho bạn được cái hiệu năng liên quan đến edit Photoshop này. Và chơi LOL thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rõ rệt luôn. Và các bạn chỉ cần đánh đổi một cái rồi chia con đấy thì nó sẽ có kích thước màn hình là 16 inch. Đấy, như ở đây mình thấy là bạn đang phân vân giữa hai con kích thước màn hình là 14 inch. Thì con kia nó là 16 inch, nó sẽ to nặng hơn. Còn nếu như mà nhá, bạn muốn lựa chọn một cái sản phẩm cũng kích thước 14 inch thì trong cùng cái tầm giá này chúng mình cũng có những cái chiếc IdeaPad Slim 5 phiên bản kích thước 14 inch. Đấy thì hình như là cái tầm giá này là có được hẳn cái phiên bản được trang bị Intel Core Ultra rồi. Đấy thì cái phiên bản Intel Core Ultra đấy thì nó sẽ cho chúng ta được một cái hiệu năng về iGPU nhá, là nó sẽ tốt hơn cho những cái tác vụ liên quan đến edit này, Photoshop này hay là chơi LOL. Hiệu năng CPU thì nó sẽ kém hơn con i7-13700H trên Yoga Slim 6 kia. Đấy, và tất nhiên rồi, xét về cái định vị phân khúc thì con IdeaPad Slim 5 đấy thì nó cũng sẽ thấp hơn so với Yoga Slim 6, nó sẽ hơn về cái phần hiệu năng thôi. Đấy, thì sẽ có cho bạn thêm một số lựa chọn như vậy nhá. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Kaupaka. Ui, avatar rất cute. Em đang phân vân không biết nên chờ thêm thông tin con Acer Vivobook F15 hay nên mua luôn F14 hoặc là F16 vì đang còn phân vân giữa Ultra 5 và Ultra 7. Em có chơi Liên Minh, Genshin, Uthering Waves thì Ultra 5 đã ok chưa hay nên chọn Ultra 7? Nếu như mà nhá, ở đây mình thấy bạn không đề cập đến bất kỳ một cái tác vụ gì khác ngoài gaming ra thì mình khuyên thật là tầm giá này bạn đi mua gaming đi cho xong. Đấy, nói thật là như thế. Hoặc là trong cùng cái tầm giá của con này bạn có thể đi mua cái chiếc đấy như vừa rồi từ nãy giờ chúng mình tư vấn ấy, bạn có thể đi mua cái chiếc IdeaPad Pro 5 phiên bản có card đồ họa rời RTX 3050 6K. Thì nó chơi game sẽ ok hơn. Chơi game nó sẽ ok hơn. Là cái việc con, bạn dùng một con laptop kiểu con Wuthering Waves kia còn là một con game mà mình nghe khá là lạ, mình chưa chơi bao giờ. Đấy, tuy nhiên thì LOL với cả Genshin thì mình có biết rồi. LOL thì ok, có thể là những cái con mà trang bị Intel Core Ultra này iGPU nó có thể gánh được. Tuy nhiên thì Genshin Impact nó vẫn là một con game mà nó cần một chút về cái hiệu năng card đồ họa xử lý. Thì nếu như bạn có được một chiếc laptop được trang bị RTX 3050 6K thì chơi chắc chắn là nó vẫn sẽ thoải mái hơn rất là nhiều so với cả card đồ họa onboard ở trên cái dòng chip là Intel Core Ultra này. Đấy, còn nếu như mà bạn chỉ quan tâm liên quan đến cái hiệu năng về nhân CPU thôi và hiệu năng kiểu phải xử lý game các thứ thì mình nghĩ là giữa ba cái con Vivobook S15, S14 và S16 này nó sẽ không chênh lệch nhau quá là nhiều đâu. Chủ yếu là bạn thích cái kích thước màn hình nào thôi. Đấy. Thì ok, cái tư vấn của mình là như vậy nhá. Nếu như bạn muốn tốt nhất cho cái nhu cầu chơi game mà lại vẫn muốn phải bóng nhẹ thì lấy cái chiếc IdeaPad Pro 5 trong cái tầm giá đấy. Còn nếu như là bạn vẫn thích là lấy cái dòng sản phẩm Vivobook thì bạn chỉ cần quan tâm xem là cái kích thước màn hình bạn muốn nó là như nào thôi. Còn hiệu năng xử lý giữa Core Ultra 5 và Core Ultra 7 nó có sự khác biệt. Tuy nhiên thì với những cái nhu cầu của bạn thì mình nghĩ là nó cũng sẽ không mang lại quá là nhiều cái sự khác biệt thực tế đâu. Rồi. Và đó là câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp ngày hôm nay rồi. Vậy đây là anh em có bất kỳ câu hỏi gì nhá, hãy để lại dưới phần comment cho chúng mình. Và video đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thấy video này của bọn mình hay và bổ ích thì đừng quên để lại cho Laptop của chúng mình một like, một share và một sub. Và mình là Thanh Thủy, còn bên cạnh mình đây là Pasan. Yeah. Và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.